xin chào quý vị cảm ơn quý vị ủng hộ cuộc sống ở mỹ Nebraska nhớ like follow subscribe ủng hộ nha cảm ơn nhiều thì có rất là nhiều người thắc mắc về tại sao những cái người già những người lớn tuổi ở bên mỹ khi mà về hưu rồi retire á người ta vẫn phải tiếp tục đi làm thì cái có nhiều cái lý do ha ví dụ ở đây mình nói là những người á mà về hưu mà có một cái số tiền để dành rồi trong cái những cái chương trình về hưu giống như 401 k IRA, Roth IRA đó những cái chương trình đó là người ta đã để dành từ lúc mà ta người ta khi người ta đi làm đó cho tới khi về già người ta mới được lấy ra có rất là nhiều người để dành số tiền đó lên tới hàng trăm ngàn hay có thể bật triệu ha thì những người đó là có một cái thu nhập thêm sau khi mà đã nhận cái tiền về hưu rồi tiền già rồi do đó những người đó đó là sống tương đối thoải mái ngược lại hầu như những người Việt Nam mình đó, phần lớn là những người làm ngành nghề neo mà ít có cái chương để dành chương trình đó lắm thành thử là khi mà về già về hưu đó chỉ nhận một cái số tiền về hưu tiền già đó và không có số tiền tiết kiệm gì hết thì rất là khó nha vì khi mà retire khi mà nghỉ hưu đó những cái chi phí mình vẫn tiếp tục trả ví dụ như tiền nhà tiền xe tiền bảo hiểm tiền gì đó mình vẫn còn tiếp tục trả với cái thu nhập của tiền hưu không á nó không có đủ cho nhờ cái chi phí đó là mình nói về những người Việt Nam nhưng mà người Mỹ cũng rất là nhiều Nhiều người khi mà người ta về hưu già đó Người ta không có nhiều cái số tiền Trong cái chương trình tiết kiệm Giống như 401k, IRA, IRA mình nói Thành thử đó Người ta phải đi làm thêm Đặc biệt là những người mà có nhà cửa đó Người ta sở hữu một căn nhà Khi mà người ta đi về hưu đó Với cái số tiền hưu đó Mà không có tiền tiết kiệm đó, Sẽ không đủ Vì người ta vẫn phải trả tiền Thuế đất Tiền bảo hiểm đến nhà nhiều thứ khác thành thử người ta phải đi làm thêm đó là cái thứ nhất cái thứ hai á, là những người lớn tuổi đôi lúc người ta đi làm quen rồi bây giờ người ta ở không người ta sẽ không có việc làm người ta buồn thì người ta cũng đi làm đối với những người về hưu này người ta chỉ làm một tuần có thể là 15 20 tiếng tùy theo ha tùy theo cái kinh tế mà người ta cần đó là tại sao mà bên Mỹ khi về hưu người ta vẫn tiếp tục đi làm giống như mình nói thứ nhất là cái nếu mà trước khi đó người ta không có để dành không có trong cái những cái chương trình 401k IRA, Roth IRA thì người ta không có tiền tiết kiệm thì cái số tiền già không người ta không đủ chi phí thứ hai nữa là người ta vì cái thời gian chống trả nhiều quá thành thử người ta muốn đi làm để cho vui ha đó là hai cái lý do mà hầu như những người Mỹ thường là đi làm trong lúc người ta đề thai đối với người Việt Nam mình phần lớn những người mà không có tiền tiết kiệm á đối với những người chủ cả giàu có thì mình không nói rồi ha nhưng mà những người mà thường thợ thường mà làm mà trong thời gian làm việc ăn xài thoải mái phung phí khi về già thì những cái tiền tiết kiệm những cái tiền về hưu nó sẽ không đủ chi phí cho hàng tháng thì người ta vẫn tiếp tục đi làm là lý do này ok cảm ơn hẹn lại những cái video kế tiếp nha bye bye